Alo, chào tâm hồn ạ. À, chào anh Thắng ạ. Hôm nay có vấn đề gì mới không anh? Thưa anh, hôm nay tôi cũng như những người yêu công lý, quý trọng lẽ phải, rất nhiều là cựu chiến binh và cộng đồng mạng như hội luật sư, nhà báo và một số đại biểu quốc hội thấy chuyện bất bình, oan sai dẫn đến việc xử tử một người vô tội thì không thể ngồi yên được mà không lên tiếng, vô cùng bức xúc về vụ án bu cục cò voi, một vụ án sai đã quá rõ ràng, hung thủ đã giết hai mạng người rồi, hai nạn nhân chết vô cùng oan ức rồi, nay cơ quan xét xử tố tụng lại định giết thêm một mạng người nữa, một mạng người oan ức nữa để là kết thúc vụ án này hay sao, để lập thành tích cho ngành tư pháp hay sao? Những việc làm thất nhân thất đức vô lương tâm, xem mạng sống con người như cỏ rác, là mất niềm tin với nhân dân. Nếu mà Hồ Duy Hải bị tử hình thì hơn 90 triệu dân Việt Nam này, bọn vô lương tâm này muốn giết ai thì giết à, mà không được giết ai mà không được, chính quyền có bảo vệ được người dân hay không, hay để một bàn tay lông lá thế lực ngầm này muốn giết ai thì giết hay sao? Do đó hôm nay tôi quá bức xúc mình phải lên tiếng. Chúng ta là những cán bộ cựu chiến binh, là những chiến binh xông pha ngoài trận tuyến, không sợ chết, và rất nhiều đồng chí chúng ta đã bỏ thân nơi chiến trường. Các cựu chiến binh chúng tôi đã góp một phần xương máu để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Các thế hệ nối tiếp theo thì phải biết trân trọng, yêu quý độc lập tự do, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, biết quý trọng sinh mạng của con người, của tất cả những người dân, không phải vì tiền tài vật chất quyền lực mà thao túng ngành tư pháp, xem thường pháp luật được. Nhóm người này cần phải tiêu diệt ngay, xem như là một kẻ thù trong thời bình. Chúng đã len lỏi vào chính quyền, thọc sâu leo cao, liên kết tạo thành một hệ thống phe cánh và một thế lực ngầm thao túng ngành tư pháp để thực hiện ý đồ trục lợi cho cá nhân, làm giàu với việc làm bất chính, bất nhân, bất nghĩa. Thế lực ngầm này tạo thành một tiền lệ nguy hiểm cho xã hội. Tiền lệ là tiền trên hết, tiền giải quyết được mọi việc, việc gì cũng có tiền là giải quyết xong, như là chạy chức, chạy quyền, chạy án, bị kết án tử hình vẫn chạy án được, đạo đức suy đồi, mất cả nhân tâm, chỉ biết có tiền và quyền lực khiến cho xã hội loạn lạc, mạng sống của người dân không được bảo vệ, công bằng của xã hội thì bị mất niềm tin. Vì sao có nỗi bức xúc như vậy? Cụ thể như vụ án bu cục cò voi, đây là một vụ án oan sai đã rõ, nhưng không cơ quan có thẩm quyền nào giải quyết ngay được, để kéo dài 13 năm không có kết thúc là tại vì sao? Điều này chứng minh rằng ngành tư pháp đã bị thế lực ngầm này thao túng rồi. Nói về vụ án Hồ Duy Hải, chúng ta thấy rằng rõ ràng là oan sai. Từ những chứng cứ chính xác và thuyết phục của cộng đồng mạng đưa lên, cũng như luật sư Phong đưa ra, thì rõ ràng vụ án này là oan sai. Thứ nhất là nêu lên là thời gian ngoại phạm của Hồ Duy Hải, thì theo bản cáo trạng
kết tội Hồ Duy Hải giết hai nạn nhân là vào lúc khoảng 2:30. Nhưng theo lời khai của chị Nguyễn Thị Bích Ngân là người bán trái cây, là cô Vân là thấy cô Vân là đến mua trái cây vào khoảng thời gian 20:45 đến 21:00 ngày 13 tháng 1 2018. Thì thấy rằng như vậy là thời gian mà nói rằng Hồ Duy Hải giết hai hung thủ vào khoảng thời gian 2:30 là đã sai rồi đó. Cơ quan điều tra là ghi lời khai của cô Nguyễn Thị Thu Vân vào ngày 16 tháng 1, bút lục là 262, nội dung ghi rõ như sau: anh Long chồng chị Ngân, người bán trái cây cho Vân, cho biết là khoảng 20:50 ngày 13 tháng 1 2008, anh ở tại nhà, lúc này có Vân, nhân viên bưu điện Cầu Voi, đến mua trái cây tại nhà anh. Vợ anh là chị Ngân ra bán trái cây cho chị Vân. Cùng thời điểm này anh đi đến cây xăng Cầu Voi để bán xăng, thì Vân còn ở lại tại nhà anh. Khi anh Long đi đến cây xăng Cầu Voi thì có hình ảnh camera ghi lại do chủ doanh nghiệp xăng dầu Cầu Voi lắp đặt camera. Cơ quan điều tra đã mở máy quay phim ghi hình tại đây, tại cây xăng Cầu Voi, và xác định thời gian anh Nguyễn Thanh Long đến cây xăng, đồng thời để xác minh lại thời gian Vân đến mua trái cây. Vân đến mua trái cây là thời gian nào? Qua kiểm tra thì máy quay phim tại cây xăng Cầu Voi cho thấy anh Long đi đến cây xăng Cầu Voi để bán xăng là lúc 21:01:40 ngày 13 tháng 1. Khoảng cách từ nhà anh Long đến cây xăng Cầu Voi là khoảng 50 m. Qua những tài liệu trên cho thấy về mặt logic thì thời điểm Vân mua trái cây phải được xem là quan trọng hơn, vì nạn nhân Vân không thể bị giết rồi sau 30 phút lại đi mua trái cây. Theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thì khi có những tình tiết lời khai mâu thuẫn thì cơ quan điều tra phải xác minh đối chất làm rõ. Thế nhưng trong hồ sơ có tài liệu kết quả xác minh camera và lời khai của chị Ngân về thời gian, nhưng cơ quan điều tra không đối chất và không sử dụng kết quả xác minh camera mốc thời gian theo biên bản ghi lời khai của chị Ngân. Việc xác định thời gian gây án sai hoàn toàn có thể dẫn đến khả năng bỏ lọt hung thủ thật sự. Và điều thứ hai nữa mà thấy rõ ràng là hung thủ không phải là Hồ Duy Hải, đó là hung thủ giết hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi này là Thuận tay trái, còn Hồ Duy Hải thì Thuận tay phải. Thì dựa vào hình ảnh dấu vết cắt là từ trái sang phải, do đó là luật sư Trần Hồng Phong cũng có nêu lên và xác định là hung thủ là người Thuận tay trái, không phải là Hồ Duy Hải. Đó là điều thứ hai để chứng minh cho Hồ Duy Hải là bị quan. Và điều thứ ba nữa là cơ quan điều tra lại cố tình làm sai lệch hồ sơ mà luật sư Phong đã tố cáo là cơ quan điều tra này đã làm sai lệch hồ sơ. Vì sao? Vì các bút lục có lợi cho Hồ Duy Hải thì bị bỏ ra. Như là lời khai ban đầu là lời khai chính xác của Hồ Duy Hải thì lại bị rút ra, còn các lời khai nhận tội sau này thì được để lại.
và đưa vào vụ án. Thứ hai nữa là giấu bỏ hết các tang vật gây án như là con dao, cái thớt và cái ghế, là cố tình giấu bỏ đi để là nhận là khuyết điểm điều tra có sai sót hoặc là phi lý. Rồi không giám định được dù là máu khi có lấy mẫu, nhưng mà vì lý do nào đó là nói là để lâu quá rồi mẫu máu không còn là giám định được. Và điều nữa là cái dấu vân tay. Dấu vân tay thì có lấy 144 người dấu vân tay, nhưng trong đó không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Rõ ràng là Hồ Duy Hải vô tội rồi. Đủ bao nhiêu chứng cứ đó, chúng ta thấy rằng Hồ Duy Hải đã vô tội. Nhưng tại sao các cơ quan thẩm quyền không dựa vào những chứng cứ rõ ràng và chính xác đó để giải quyết cho Hồ Duy Hải được minh oan, mà đến bây giờ mới vẫn còn 13 năm rồi vẫn còn nhốt Hồ Duy Hải trong tù. Từ vụ án của Hồ Duy Hải này thì ngành tư pháp cần phải cải cách quyết liệt, tiêu diệt ngay cái thế lực ngầm này, thay đổi ngay nhân sự, loại ngay những tên chạy chức chạy quyền, bè phái, tạo thành nhóm quyền lực, thông đồng với nhau, để thay vào đó những người có tài, có đức, liêm chính, chí công vô tư, thì ngành tư pháp sẽ ngày một phát triển hơn và lòng tin của nhân dân càng cao hơn đối với ngành tư pháp. Xử luôn luôn lúc nào cũng phải là đúng người, đúng tội, không oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Đó là cái nguyên tắc của ngành tư pháp và các cơ quan điều tra xét xử là như vậy, thì người dân mới được an tâm và ngành tư pháp ngày một được phát triển mạnh hơn. Đó là một số ý kiến bức xúc của tôi hôm nay chia sẻ với anh Minh cùng với cộng đồng mạng là như vậy. Ý kiến của tôi đến đây thì đã kết thúc. Hẹn lại anh Minh là đợt sau là tôi sẽ chia sẻ những cái chi tiết quan trọng hơn về vấn đề vụ án Hồ Duy Hải nữa nha. Xin chào anh Minh và các bạn nha. Xin chào. Cảm ơn anh Thắng đã góp ý chia sẻ cùng với tôi cũng như là cộng đồng mạng. Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn anh lại là sự chia sẻ lần sau nha. Xin chào các bạn luôn.